Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin kinh tế tài chính. Sau đây mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin hôm nay trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Nông dân Đồng Nai chặt bỏ hàng ngàn hecta hồ tiêu. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đón dòng vốn FDI thế hệ mới. Kinh tế Mỹ đối mặt với sự sụt giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1940. Theo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây, tình trạng người dân ở Đồng Nai chặt bỏ hồ tiêu diễn ra rất nhanh. Chỉ sau 5 tháng đầu năm 2020, diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh giảm 3.000 hecta so với cuối năm 2019. Nguyên nhân của tình trạng trên là do giá hồ tiêu duy trì ở mức thấp trong nhiều năm, người dân thua lỗ nặng nề, không còn khả năng cầm cự. Sau khi chặt hồ tiêu, nông dân chuyển sang trồng các loại cây ăn trái đang có giá cao như bưởi, sầu riêng. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân không nên chặt bỏ diện tích đang cho năng suất cao. Để giảm thiệt hại, thời điểm này, người dân nên đầu tư cho hồ tiêu ở mức vừa phải, phát triển siêu sạch, an toàn. Lượng mưa ít, nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã làm cạn khô 110 trong số 161 hồ chứa nước của tỉnh Bình Định. Hiện mực nước của các hồ nước trong tỉnh chỉ còn khoảng 35-40% dung tích thiết kế. Bên cạnh giảm diện tích gieo trồng do thiếu nước, tỉnh Bình Định đang nỗ lực chống hạn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn hán. Hồ Hội Sơn, xã Cát Sơn là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất huyện Phù Cát. Đến thời điểm này, mực nước tại hồ đã xuống mực nước chết. Nếu trong những ngày tới không có mưa, hơn 200 hecta lúa qua màu vụ hè thu trên địa bàn huyện Phù Cát sẽ thiếu nước tưới. Đối với các hồ chứa của địa phương thì theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện thì phòng nông nghiệp cũng đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã rà soát ngay từ đầu vụ, tức là đến bây giờ là tất cả các hồ địa phương thì cơ bản là sau khi rà soát đưa ra một số diện tích không có nước, không đủ nước tưới để chuyển đổi cây trồng cạn. Từ đầu năm 2020 đến nay, tổng lượng mưa trong tỉnh Bình Định thấp hơn trung bình nhiều năm qua. Hiện tại các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh chỉ đạt từ 35-40% so với dung tích thiết kế. 77 hồ chứa tại các huyện phía Bắc tỉnh đã khô cạn, xuống gần mực nước chết. Ngành nông đang khẩn trương điều tiết nước tưới tại các hồ chứa lớn cho diện tích lúa vụ hè thu mới gieo sạ. Đồng thời khoan giếng đắp thêm đập để lấy nước phục vụ cho lúa vụ thu. Tuy nhiên, ngoài việc bơm nước cho diện tích lúa đã gieo sạ, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguồn nước ngọt đang ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất giống cá nước ngọt, nuôi cá thương phẩm nước ngọt và nuôi tôm nước lợ tại các địa phương ven biển. Giải pháp chống hạn mà cho nó tốt nhất thì ngoài cái việc bỏ diện tích thì chúng tôi còn phải đưa ra các cái biện pháp nữa, là thứ nhất là phải tổ chức tưới tiên tiến và tưới tiết kiệm nước, tưới luân phiên, ước khô xen kẽ. Cái vấn đề thứ hai nữa là các địa phương tích cực thành lập các tổ dẫn thủy nhập điện để mà đưa nước nhanh vào đồng ruộng, tránh hạn chế cái việc mà thất thoát nước và để xảy ra hạn cục bộ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định khuyến cáo người dân không sản xuất hoặc chuyển đổi cây trồng tại những khu vực có khả năng thiếu nước của vụ. Trong trường hợp hạn hán xảy ra nghiêm trọng, các địa phương chủ động sử dụng kinh phí và huy động các nguồn hợp pháp khác để thực hiện các giải pháp chống hạn, giảm thiểu thiệt hại. Bản tin tiếp tục với một số tin nhắn đáng chú ý khác. Tỉnh Bắc Giang nhận định mùa giải thiều năm nay sẽ xuất khẩu đạt khoảng 80.000 tấn. Thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường truyền thống. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm khơi thông xuất khẩu vào các thị trường đã hợp tác những năm qua: Mỹ, EU, Hàn Quốc, Úc, Malaysia. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các hộ trồng vải, cơ sở chế biến sẵn sàng đáp ứng đủ các điều kiện cho thị trường xuất khẩu khác: Nhật Bản, Singapore, Trung Đông, Thái Lan, Canada. Hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước đăng ký thu mua và xuất khẩu vải thiều của Bắc Giang với các thủ tục giao thương diễn ra thuận lợi. Trong đó năm nay, dùng mận Mộc Châu, Vân Hồ, Sơn Đà vừa mất mùa do ảnh hưởng của mưa đá, vừa rớt giá do khó khăn trong tiêu thụ bởi dịch Covid-19. Theo các nhà vườn, thông thường mận đầu mùa và cuối vụ đều có giá cao do nguồn cung hạn chế. Mặc dù vậy, những ngày này đang là giai đoạn thu hoạch vớt cuối vụ, nhưng giá mận thương lái mua tại vườn vẫn khá thấp, dao động từ 7-8.000 đồng một ký đối với mận xô quả nhỏ, cao từ 12-15.000 đồng một ký đối với mận quả to tuyển chọn. Loạt doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn trong nước như Dabaco, Dolico hay Vissan đều báo lãi khủng.
Như tờ báo cáo tài chính quý 1, Dabaco ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục với doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng tới 41%, lên gần 2.387 tỷ đồng so với cùng kỳ. Khoản thu này đã tăng lãi cho doanh nghiệp lên gấp 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng vốn ngoại FDI vào thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng gần 70 triệu đô la Mỹ trong 4 tháng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Không dừng lại ở đó, thành phố đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng chính sách sẵn sàng đón dòng vốn FDI thế hệ mới. Đây cũng chính là một trong những chiến lược quan trọng nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch. 4 tháng đầu năm, mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh, nhưng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng 2,58 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị gần 66 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố vẫn hiệu quả và ổn định. Từ khi đầu tư và hoạt động tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi được sự hỗ trợ rất lớn về nhiều mặt như hạ tầng, ưu đãi thuế, nhất là ở đây có điều kiện để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Hầu hết các sản phẩm của chúng tôi đều được thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam và chúng tôi rất tự hào về điều này. Trước làn sóng chuyển đổi đầu tư toàn cầu sau đại dịch, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là một điểm đến lý tưởng cho các đầu tư ngoại. Tuy nhiên, do đã hết bị đất nên khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng thu hút các nguồn FDI chất lượng cao, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao hoặc có sức lan tỏa, liên kết doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Khu công nghệ cao thì sẽ tập trung vào phân khúc cao hơn của chuỗi giá trị, tức là tập trung vào phát triển năng lực nội sinh. Để hỗ trợ cho cái đấy thì khu công nghệ cao phải thu hút những cái dự án FDI mà tập trung vào hoạt động R&D và đổi mới sáng tạo, chứ không phải là những dự án FDI về sản xuất công nghệ cao. Theo các chuyên gia, thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều cơ hội để thu hút nhà đầu tư ngoại. Nhưng nếu tiếp cận theo tư duy cũ, thì nguy cơ sẽ là các dự án chất lượng thấp. Vì vậy, cần phải có lộ trình và định hướng chiến lược vững chắc, kiến tạo trong xây dựng các chính sách thu hút các dự án FDI thế hệ mới. Đặc biệt, thu hút đầu tư FDI cần đảm bảo mục tiêu quan trọng là hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Vấn đề bây giờ là có một cái cách tầm nhìn toàn khu vực, toàn cầu để chúng ta thu hút được những cái ngành mà chúng ta ưu tiên, như là công nghiệp hỗ trợ hay là những ngành công nghệ cao hay là những ngành mà chúng ta đặt ra cái ưu tiên trong trung và dài hạn. Dự án phải có tính lan tỏa, tính tác động lớn, dự án lớn, có hiệu quả đối với nền kinh tế, bảo vệ môi trường, sử dụng ít năng lượng, công nghệ tiên tiến và có mối liên hệ và làm cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể kết nối và phát triển thành chuỗi ở ngay trong nước mình. Đấy thì đấy cũng là cái mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng mong muốn. Bởi vì khi có cái chuỗi ở trong nội địa thì họ không bị phụ thuộc ở nhiều cái chuỗi khác ở bên ngoài. Sự dịch chuyển làn sóng đầu tư đang mở ra một cơ hội rất lớn cho thành phố Hồ Chí Minh và cả nước khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch. Nhưng cũng có không ít rủi ro. Vì vậy, không thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng mọi giá, mà phải tính đến hiệu quả, lợi ích lâu dài, bền vững. Tin kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ vừa công bố khảo sát cho thấy kinh tế Mỹ trong năm 2020 được dự báo sẽ trải qua thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất trong hơn 70 năm qua trước khi tăng trưởng phục hồi phần nào vào năm 2021. Hiệp hội này cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 thứ hai có thể đe dọa nền kinh tế một lần nữa. Cụ thể, theo Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ sẽ giảm 5,7%. Trong năm 2020 do suy thoái kinh tế gây ra bởi đại dịch COVID-19, các chuyên gia của Hiệp hội này dự báo GDP trong quý 1 2020 ước giảm 5% và GDP trong quý hiện tại từ tháng 4 đến tháng 6 2020 sẽ giảm kỷ lục 33,5%. Tuy nhiên, các thành viên của Hiệp hội này cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ quay trở lại trong nửa cuối năm nay. Với GDP tăng 9,1% trong quý 3 2020 và tăng 6,8% trong quý 4 2020. Mức tăng này sẽ bù đắp phần nào cho mức sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020. Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2021 sẽ đạt 3,6%. Tuy nhiên, theo đa số các nhà dự báo,
phải đến ít nhất nửa cuối năm sau, nền kinh tế mới lấy lại toàn bộ sản lượng đã mất do sự sụt giảm kinh tế. Trong trường hợp đợt lây nhiễm COVID-19 thứ hai diễn ra, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tòa án Hàn Quốc đã mở phiên thẩm định phục vụ cuộc điều tra về thương vụ sáp nhập hai chi nhánh của tập đoàn Samsung. Mục đích của phiên tòa là xem xét quyết định tạm giam Phó Chủ tịch Samsung Lee Chae-yong sau khi các công tố viên Hàn Quốc hôm 4 tháng 6 vừa qua đề nghị bắt giữ ông này trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến việc thừa kế tập đoàn. Ông Lee Chae-yong đã trình diện trong phiên tòa ngày 8 tháng 6. Viện Kiểm sát Hàn Quốc cáo buộc Phó Chủ tịch Lee Chae-yong đã có hành vi bất chính, thay đổi số liệu trong sổ sách kế toán của công ty Yixin Samsung, đồng thời giành quyền thừa kế điều hành tập đoàn bằng thương vụ sáp nhập công ty xây dựng Samsung và công ty công nghiệp Jae-in năm 2015. Các công tố viên cho biết đã phát hiện hành vi điều chỉnh giá trong từng giai đoạn của quá trình sáp nhập hai công ty này. Đặc biệt, phía viện kiểm sát đã trình tòa án hàng trăm báo cáo của bộ phận chiến lược tương lai của Samsung để chứng minh ông Lee Chae-yong có liên quan đến những hành vi bất chính này. Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung hiện vẫn phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định không ra chỉ thị cũng như không nhận được bất cứ báo cáo liên quan nào. Sau 4 tháng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, cổ phiếu của Apple đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, $331.50 một cổ phiếu. Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, với giá trị cổ phiếu lên mức kỷ lục, Apple đã cho cả thế giới thấy được sự phục hồi mạnh mẽ sau những gì đại dịch COVID-19 gây ra trên thị trường tài chính toàn cầu. Giá cổ phiếu Apple bắt đầu hồi phục vào tháng 4 sau khi cung và cầu bắt đầu bình thường hóa tại Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới chuyển sang một thời kỳ mới làm việc và học tập tại nhà. Từ đầu tháng 5, Apple đã bắt đầu mở lại các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ. Tại một số bang như Idaho, South Carolina, Alabama và Alaska, công ty sẽ yêu cầu khách hàng và nhân viên kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào cửa hàng. Bên cạnh đó, Apple cũng giới hạn số lượng người được phép vào trong cửa hàng tại một thời điểm. Cho đến nay, công ty đã mở lại khoảng 100 cửa hàng trên khắp thế giới, bao gồm ở Trung Quốc, Áo, Australia, Đức và Hàn Quốc. Bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.